Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn với channel của máy ảnh Lý Biêu. Và ngày hôm nay Lý Biêu xin giới thiệu với các bạn một chiếc máy ảnh khá là đẹp, khá là cưng và khá là độc đáo của hãng Nikon nhé. Trên tay Lý Biêu đây là toàn bộ sản phẩm. Chiếc máy ảnh là Nikon Copix 910. Một chiếc máy ảnh rất là độc đáo luôn nha. Đi theo cái bộ này thì có đầy đủ phụ kiện gồm có là máy nè, bao da nè, pin sạc thẻ nhớ rồi đầy đủ nha. Thì đây là thêm cái một cái adapter nữa. Cái adapter là cái ống kính gắn thêm nha. Thì tí xíu mình sẽ giải thích cho các bạn cái này luôn. Thì giới thiệu với các bạn thì khi mà các bạn mua máy bên Lý Biêu thì Lý Biêu đều hỗ trợ cho các bạn là pin sạc thẻ nhớ, dây đeo, clip hướng dẫn sử dụng đồ đầy đủ luôn, hầu như là mình trang bị đầy đủ cho các bạn nha. Và chiếc máy ảnh hôm nay thì cũng có một vị khách ở thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ, yêu mến Lý Biêu và ủng hộ Lý Biêu, đã mua chiếc cái sản phẩm này rồi, và Lý Biêu có hứa với vị khách này là sẽ làm một cái clip hướng dẫn sử dụng để cho vị khách này xem cũng như là biết về cái sử dụng của máy này. Ok, thì mình cũng xin giới thiệu luôn, thì khi mà các bạn mua máy bên Lý Biêu đó thì Lý Biêu luôn luôn có những clip hướng dẫn sử dụng cho các bạn nhé. Do đó là các bạn cứ an tâm là khi mà vấn đề về sử dụng thì mình đi hỗ trợ cho các bạn. Ok, thì đây là một chiếc máy ảnh rất là cổ, rất là xưa rồi. Thì máy này theo mình tra cứu trên Google thì nó sản xuất khoảng năm 1999 đến năm 2000. Chiếc máy ảnh rất là độc đáo luôn nha. Mình gọi vui cái máy này là cái máy ảnh cục gạch, thì nó cũng khá là to, mình cầm luôn cũng bự bự to to bằng cái cục gạch luôn nha các bạn. Thì máy này nó có một điểm rất là hay, rất là độc đáo, đó là mình cầm mình xoay lật như thế này, mình có thể xoay lật cái màn hình như thế này nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Thì đây là những chiếc máy ảnh xưa thì độ phân giải của nó cũng khá là thấp, và nó sẽ hứa hẹn cho các bạn là một chất ảnh rất là xưa, mà thời buổi nay mà các bạn cầm những chiếc máy này đi ra ngoài đường mà các bạn chụp thì thôi tuyệt vời luôn nha, rất là độc lạ luôn, hiếm có luôn đó. Thì đây là một chiếc máy mặc dù nó đã xưa rồi nhưng mà nó còn hoạt động hoàn hảo thì rất là tuyệt vời, tức là cái người chủ sử dụng trước của nó cũng bảo quản rất là kỹ, rất là cẩn thận. Ok, thì đi vào chi tiết mình sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh này nha. Chiếc máy ảnh này thì nó sử dụng là pin AA. Pin là pin AA như thế này nha. Thì lưu ý với các bạn là đối với những chiếc máy ảnh thì các bạn nên tìm mua những viên pin sạc cho máy nha. Vì những viên pin sạc này mới đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động. Còn khi mà các bạn mua những pin giá rẻ đó, thì ví dụ như mình mua 5.000 hoặc là 10.000, 2 viên là 4 viên á, thì những pin đó mình mua ở trời trời thì nó sẽ không đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động. Lý Biêu có một cái clip hướng dẫn để giới thiệu cho các bạn cũng như là hỗ trợ các bạn cách hướng dẫn mà mua pin để như thế nào là ổn định để mà các bạn gắn vào những chiếc máy ảnh như thế này các bạn chụp nha. Ok, thì máy này sử dụng 4 viên pin, thì cái nắp đậy của nó nằm đây, các bạn ấn vào đây các bạn kéo ra như thế này ha. 4 viên pin AA như thế này và mình sử dụng là pin sạc. Và các bạn lắp theo đúng chiều như thế này ha, sau đó chúng bạn gắn đóng nắp lại. Thì lưu ý với các bạn là khi mà đóng nắp đó, chúng ta đóng cho nó cẩn thận. Có một số bạn khi mình bán máy cho khách đó, thì khách thao tác đóng cái nắp không có chuẩn. Ví dụ như đây là mình phải đè mạnh vô như thế này. Mình đè mạnh như thế này ha, cho này khớp rồi mình đẩy vô như này là ok. Nếu mà chúng ta đóng không khéo á, thì những cái chân này nó bị gãy một cái là nó sẽ làm hỏng cái máy thì rất là buồn nha. Cho đó các bạn lưu ý vấn đề này. Về thẻ nhớ thì máy này sử dụng thẻ nhớ là CF. Các bạn muốn gắn thẻ nhớ mình nhìn vào đây nha, mình gạt cái đây ra ha. Ở đây nó có một cái khe ha. Cái này các bạn muốn lấy thẻ nhớ rồi mình ấn vô đây một cái, mình ấn vào thì cái thẻ nhớ nó chạy ra. Đó. Khi mà gắn thẻ nhớ vào chúng ta cầm như thế này nha, các bạn lưu ý nè. Nó cầm như thế này mình gắn vô. Đó. Nếu mà các bạn gắn thẻ nhớ mà sai thì gắn không có vô nha, gắn tới đây nó hơi bị cứng thì các bạn đừng có gắn nữa. Nếu mà chúng ta cố gắng gắn vào thì nó sẽ hư hỏng thẻ và nó hư luôn cái máy. Ở đây mình cầm như thế này mình gắn nhẹ, rất là nhẹ nhàng ha. Muốn lấy ra mình ấn vào cái chấu này nè, đó, rất là tuyệt vời luôn nha. Rồi chúng ta sẽ đóng nắp lại như thế này. Sau khi đã có pin và thẻ nhớ xong thì ở đây nó có cái công tắc này. Đầu tiên là chữ off là tắt nha. Các bạn gạt qua đây á, chữ A này là auto rec, này là chụp auto. Chụp auto là cái máy nó sẽ hoạt động auto và mình sẽ chỉnh trong máy ít chức năng hơn.
Còn mình bấm qua bên đây á, là chế độ đây là red này á, là M là chức năng chụp ảnh là manual. Mà chụp ảnh manual tức là mình có thể chỉnh được một số chức năng trong đây nha. Rồi mình bấm qua bên play play á, là xem là hình ảnh sau khi chụp. Ví dụ như mình review cũng có chụp một vài ảnh ở trong đây nè, đó. Thì cái ảnh này review vừa chụp xong nha. Khi mà các bạn xem là hình ảnh đã chụp á, hiện nay trong cái thẻ nhớ này đang là lưu là 6 6 ảnh nè, các bạn thấy nó lưu để số 6 nè. Các bạn muốn bấm lại cái ảnh khác á, thì bấm. Các bạn đợi tí xíu nha. Rồi cái này là cái nút monitor là nó chỉnh cái màn hình này. Sáng nay mình giới thiệu luôn cái mức monitor này, ví dụ như hiện nay là mình đang xem trên cái màn hình này ha, màn hình to ngoài, mình bấm vô chữ monitor này nó sẽ tắt những thông tin, mình bấm vô đây một cái là nó tắt luôn cái màn hình này, lúc đó các bạn sẽ xem một cái view ngắm này nha, nó đang như thế này, các bạn muốn bấm lại là bấm vô chữ monitor này nó sẽ hiện ra đó. Rồi đây là sáu cái những cái ảnh mình vừa chụp, mình bấm nút qua nè, mình bấm nút qua bên đây là nó sẽ xem là những hình ảnh trước đó nè, xem qua xem lại này ha. Đây mình bấm qua đây một cái nữa là mình xem lại những hình ảnh trước. Thì lưu ý là cái máy này á, là do nó sản xuất cũng đã khá là cổ rồi. Thì cái thời mà ngày xưa đó, cái thời năm 1999 đó, thì cái công nghệ máy ảnh thì nó cũng chưa được tiến bộ. Lúc đó còn sử dụng máy phim nhiều. Do đó là cái việc mà máy này nó cơ cấu nó hoạt động thì nó hơi chậm một tí xíu. Ví dụ như mình muốn xem là một cái ảnh trước đó, mình bấm vào đây một cái á, thì nó chạy rất là chậm như thế này, thì cái đó là do cái là cơ cấu của nó như thế nha, chứ còn không phải là do máy bị lỗi hay là gì đâu. Các bạn phải hiểu là cái thời xưa thì chất lượng và cũng như là công nghệ nó còn thấp. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn gắn thẻ nhớ này vào trong máy thì các bạn gắn thẻ nhớ thấp thôi. Hiện nay cái máy này mình đang gắn thẻ nhớ là 64 MP thì cũng ổn đó. Nếu mà các bạn gắn những cái thẻ nhớ ví dụ như là 1 GB 2 GB thì cái máy này nó không hoạt động được, lý do là nó không hiểu được cái thẻ nhớ đó. Rồi ví dụ như mình xem một cái ảnh nào đó mà mình muốn xóa đi, ví dụ như có một cái ảnh đen đen này mình không thấy thích, mình thấy mình chụp bị lỗi gì đó, mình muốn xóa đó, ảnh này nó đen này không, mình thiếu ánh sáng nè, mình muốn xóa, mình thấy ở đây có cái thùng rác nha, thùng rác đây nè, mình bấm vô đây, nó hỏi mình xóa hay không, thì mình bấm lên trên nha, bấm lên trên là bấm cái nút lên nút xuống nè, rồi bấm nút OK, OK là cái nút nào, đó cái nút OK là lúc này nha. Lúc đồng ý đó, là mình đang xóa đó. Rồi mình làm lại cho các bạn xem nha. Mình bấm qua bên đây nè. À, mình muốn xóa bấm nút này nút xóa một cái nè. Rồi bấm nút lên trên nha. Bấm nút lên trên, bấm nút lên nè, nút lên là nút này nè, bấm lên nè. Sau đó bấm nút OK là cái nút trắng trắng này nha. Nó bị báo như thế này là đang xóa nha. Rồi thì mình vừa hướng dẫn các bạn là cách xem là hình ảnh đã chụp, thì bây giờ mình sẽ bấm qua trên chữ M này là red là để cho các bạn để hướng dẫn các bạn tiếp. Thì như đã nói là khi mình bấm qua thì cái màn hình này nó sẽ hiện lên và chuyển qua chế độ là chụp ảnh ha, chế độ chụp ảnh đây. Đây mình đang chụp này ha. Thì cái nhà mình nó bị đen đen đây chứ không phải bị lỗi gì đâu nha, cái nhà mình nó như vậy đó, chứ màn hình tất cả là OK nè ha. Ví dụ mình muốn đây nè, mình muốn quay xuống đây nè, đó nè, OK ha, bình thường nha. Rồi thì đối với cái máy này á, thì chúng ta gặt lên như này, khi nào mà gặt cứng tay chúng ta ngưng lại nha, chúng ta gặt nữa nó sẽ bị gãy á, nó bị gãy đó. Tới đây nó hết rồi, nó chỉ xoay được 180 độ như thế này thôi, và nó cũng xoay được, đảm bảo cho mình có thể chụp được các kiểu ha. Ở trong đây nó để 192 ảnh này là cái số ảnh mình còn có thể chụp được với chất lượng là normal. Mình thấy trên đây nó có chữ quality nè, mình ấn vô đây một cái được file file là tốt hơn đó, thì mình chụp được là 96 ảnh. Mình bấm vô đây một cái là basic là cơ bản đó, thì mình chụp được 385 ảnh. Mình bấm vô đây một cái nữa normal thì mình chụp được là 192 ảnh. Thì cái máy này đang gắn thẻ nhớ là 64 MP thì mình nghĩ là đủ rồi đó. Các bạn có thể gắn 64 hoặc là 128 MB, chứ chúng ta đừng đừng gắn những cái thẻ nhớ cao quá nha. Rồi thì cái máy này cái nút chụp nó sẽ nằm đây và cái zoom xa gần nó sẽ nằm đây nha, mình zoom qua zoom lại đây nha. Bây giờ ví dụ mình gạt vào đây mình muốn chụp nè.
Hiện nay thì cái máy này đang có ngôn ngữ là tiếng Nhật, đang ngữ tiếng Nhật nha. Ok, thì hiện nay cái máy này ngôn ngữ là tiếng Nhật, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển qua tiểu đồ tiếng Anh nha. Các bạn bấm vào chữ menu này ha. Nó đây là tiếng Nhật nè, thì các bạn bấm xuống và các bạn chú ý là có chữ Len nè, Len là language, là ngôn ngữ nha. Mình bấm nút xuống, lên nút xuống bằng hai cái phím bên đây nè. Đó, mình bấm nút xuống nè. Cái chữ Len nè. Cái chữ Len xong mình bấm nút OK, thì nút OK là nút màu trắng này nha. Bấm nè. Đó, bây giờ mình bấm lên trên là chữ English là ngôn ngữ nè. Đây là ngôn ngữ tiếng Anh ha, mình bấm nút OK nè. Rồi nó đã chuyển qua chế độ tiếng Anh rồi ha. Rồi tí xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái chức năng trong đây. Mình bấm nút menu thoát ra bên ngoài nè. Cái nút chụp nó sẽ nằm ở đây, các bạn muốn chụp đó thì mình bấm chụp nha, bấm chụp nè. Mình bấm nhẹ để cho nó lấy nét ha, ví dụ như cái tay mình bấm nhẹ nè. Bấm nhẹ nó lấy nét xong mình bấm chụp luôn nha. Đó, nó vừa chụp xong một ảnh ha. Và nó sẽ lưu lại, nó lưu hơi chậm tí xíu nha, các bạn lưu ý nha. Đó, bây giờ mình chụp cái này, mình muốn chụp cái này nè, mình để đây nha. Đó. Thì mình xoay ống kính, xoay lên, xoay xuống để mình chỉnh theo cái ý của mình nè. Rồi mình bấm nhẹ nút chụp nè. Đó, nó sẽ chụp khi mà nó lấy nét được rồi đó. Các bạn đợi mình nhé. Khi mà nó báo chụp lấy nét được thì cái đèn mà nó chớp chớp thì nó tức là nó báo đã lấy nét được, nó nét OK rồi thì nó sẽ sẵn sàng nó chụp nha. Đó, mình bấm chụp nè. Rồi. Mình vừa chụp hai ảnh ha. Và cái zoom xa gần nó sẽ nằm đây, ví dụ mình muốn zoom từ xa nè, các bạn thấy nè. Đó, zoom zoom vào nè, đẩy xa ra nè. Cũng chụp bấm nút chụp nhẹ, bấm nút nhẹ nó chụp để cho nó lấy nét nè, nó nét nó rõ xong mình chụp nè. Rồi, thì các bạn xem là hình ảnh đã chụp thì các bạn bấm mình play ha, mình đã giải thích rồi ha. Bấm mình play bên đây nè. Khi đó thì nó sẽ hiện những cái ảnh mình vừa chụp nè. Đó. Đây nha, ảnh vừa chụp đi nha. Bấm cái nữa cho bạn xem đây. Rồi ví dụ như các bạn xóa phải không? Bấm nút xóa nè. Hỏi mình yes or no, mình chọn lên yes nè. Đó đúng không? Yes là bấm nút OK nè. Rồi. Mình chuyển về chế độ là M ha, mình chuyển về chế độ M để hướng dẫn tiếp cho các bạn nha. Tiếp theo thì các bạn thấy ở đây chữ menu, chữ monitor này á. Monitor này á là thông báo những cái thông tin đây nè, ví dụ đây là ngày tháng ha, đây là số kiểu này để nó môi bấm nút monitor, cái nữa nó tắt. Tắt những thông tin đó. Mình bấm cái nữa là tắt luôn cái màn hình này. Khi mà nó tắt cái màn hình này, các bạn bấm một cái nữa thì nó sẽ mở lại cái màn hình này. Và lưu ý là khi mà các bạn sử dụng mà muốn sử dụng được lâu, ít tiêu tốn pin á, thì các bạn nên tắt cái màn hình này đi. Mình ngắm vào trong cái view này, cái này gọi là cái view ngắm ha. Mình ngắm vào đây thì nó sẽ tiết kiệm pin và đồng thời là mình sẽ ngắm chuẩn hơn. Từ tùy các bạn cảm thấy thói quen nào mình thích thì các bạn cứ ngắm. Cái thứ hai nữa là cái chớp chớp này là chỉnh ngày tháng ha. Hiện nay là nó báo là mình chưa có chỉnh ngày tháng nên nó báo như thế này chứ không phải là bị lỗi gì đâu nha. Một số bạn không biết là tưởng nó bị lỗi. Rồi cái máy này nó sẽ có chức năng là tự tự tắt máy khi mà mình không sử dụng. Rồi tiếp theo thì ở trên đây có những cái chỉnh như thế này. Bố chỉnh đề về đèn LED ha. Nãy giờ mình bấm chụp cho các bạn thì các bạn cũng thấy có đèn LED đó. Ở đây là Auto LED nè. Mình ấn một cái nữa là này là tắt đèn LED nha. Mình ấn một cái nữa là Auto LED và có chế độ chống mắt đỏ. Mình ấn một cái là luôn luôn mở đèn LED, luôn luôn mở đèn LED là lúc nào nó cũng mở hết. Mình ấn một cái là slow là chụp đèn LED vào ban đêm. Mình ấn một cái nữa là auto flash đó là bình thường. Ở bên đây nó có cái này là chế độ bình thường nó sẽ như thế này ha. Mình ấn đây một cái này nó lưu cái này nè. Cái hình quả núi nè, gọi là chụp giống như là chụp thiên về phong cảnh á. Thì cái này nó sẽ lấy nét nhiều vô cực và nó chụp phong cảnh cho các bạn. Mình ấn đây cái là chụp macro ha. Chụp macro là chụp những cái vật thể cận cảnh. Ví dụ như mình muốn chụp cái bàn tay mình như thế này, mình cận cảnh như thế này, mình chụp chiếc nhẫn của mình nè, gọi là chụp macro. Mình ấn này một cái là chụp hẹn giờ. Chụp hẹn giờ thì khi mình bấm chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Mình ấn cái nữa là tắt chế độ hẹn giờ. Ở đây có chữ card này, tức là trong cái máy này có cái thẻ nhớ trong đó rồi. Mình
đã gắn thẻ nhớ vào trong máy rồi nha. Ở bên đây thì nó có cái jack này để cắm, một cái jack đó là để cắm là video out là xuất hình ra ngoài, một cái là DC in là sạc. Ở bên đây có jack này là mình không biết là cắm cái gì. Đây có một cái jack cắm này nữa nha. Hình nhớ là đèn LED rời hay sao á. Thì máy này là nó còn full phụ kiện, full đồ, full chức năng, full chi tiết đây khá là ok. Ở đây nó có cái này ha, cái này là để chỉnh cận. Ví dụ như khi bạn ngắm một cái chỗ này mà nó không rõ thì mình chỉnh qua chỉnh lại nha. Chỉnh qua chỉnh lại cho nó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về chữ menu này. Các bạn bấm vào chữ menu nha. Menu thì đầu tiên cái chữ exposure này nè là bù trừ sáng. Ví dụ như mình muốn chọn nó, mình bấm nút ok nè. Thì các bạn muốn cái ảnh mình sáng hơn bấm về hướng dấu cộng nha, dấu cộng nó tăng lên nè. Còn các bạn muốn tối hơn bấm về hướng dấu trừ nó sẽ giảm ánh sáng xuống. Exposure gọi là bù trừ sáng. Bình thường thì khuyến khích là các bạn để mức không là được nha. Mức không này là ok nè. Thì nó nói là set thì bấm nút shutter, shutter là cái nút chụp đó, bấm ok cái là nó chụp. Nó nút menu nè. Mình xuống dưới đây là measuring là đo sáng, mình thấy cái ký hiệu này nè ha, ký hiệu đây nè, nó giống ngoài này là đó là ký hiệu về đo sáng. Mình bấm nút mình chọn đây, nó có những cái điểm là matrix là đo sáng ma trận, spot là đo sáng điểm, center là đo sáng ngay giữa. Thì các bạn chọn cái nào cũng được nha. Còn không thì các bạn bấm vào chữ matrix rồi các bạn bấm nút set nó select là ok. Còn muốn trở về thì bấm ở đây nha, bấm nút ok là nó sẽ trở về. Mình xuống đây nữa, continuous này là lấy nét. Hiện nay đang ở chữ S là single là lấy nét đơn nha, bấm nút ok nè. Nó có những cái chức năng ví dụ như continuous là lấy nét liên tục, Vega là chụp nhiều tấm liên tục. Xin lỗi các bạn cái chỗ mà này là chế độ chụp liên tục nha, continuous là chế độ chụp liên tục. Single là chụp một tấm, continuous này là chụp nhiều tấm liên tục, Vega này nó sẽ giống như là một tạo một cái chụp liên tục gạch vậy đó. Nhưng mà lưu ý thì những chiếc máy này nó cổ xưa rồi thì cái chụp liên tục của nó cũng hơi chậm và nó lưu rất là chậm. Thì các bạn cũng hạn chế vấn đề mà chụp liên tục ở đây, thì chụp như thế thì máy nó còn làm việc hơi chậm nha. Bình thường thì các bạn khuyến khích là các bạn để chữ single này là ok nha. Rồi mình đi xuống đây là white balance. White balance gọi là cân bằng sáng hoặc là cân bằng trắng trong nhiếp ảnh, thì các bạn cứ để auto cho mình nhé. Còn bạn nào có am hiểu về white balance á, mình sẽ chỉnh ở trong này nè. Đó, nên chụp ngoài trời, chụp nơi có mây này kia đại khái là vậy, thì các bạn cứ chọn đây nha. Các bạn xuống đây là image adjust này á, bấm nút ok này là tăng cường độ nét hoặc tăng cường tương phản này kia đó. Thì khi mà các bạn muốn ví dụ như brightness là sáng hơn nè, mình bấm ok nè thì nó sẽ sáng hơn, nó mất báo ký hiệu đây ha, báo ký hiệu cộng này nè là sáng hơn. Rồi mình bấm vào trong này image adjust thì nó có những cái chức năng ví dụ như mình muốn là nó sẽ tối hơn bấm vô dấu trừ này, mình muốn contrast là tăng cường contrast, contrast là độ tương phản đó, brightness là độ sáng. Bình thường thì khuyến khích các bạn để standard đây nha, standard là ngay tiêu chuẩn là chụp độ ok rồi. Rồi tiếp theo thì các bạn xuống dưới này là ngôn ngữ, language là ngôn ngữ ha, mình đã giải thích cho các bạn rồi. Mình bấm xuống đây là extra function là giống như là chức năng tăng thêm vậy đó. Tăng thêm gồm có là chỉnh màu sắc, ví dụ như là Vega shot và chụp ảnh chuẩn Vega chuẩn thấp, black and white là trắng đen, digital 3D là zoom digital, fish eye là fish eye là chụp cái ảnh fish eye là chụp giống như mắt cá đó. Wide adapter là mình gắn thêm, ví dụ như cái này là cái gọi là cái wide adapter nha, sẵn đây mình giới thiệu luôn. Cái adapter là cái phụ kiện gắn thêm, thì ví dụ như các bạn có những cái này gọi là wide converter là gắn thêm vô. Thì trong đây á, nó để đây là 0.66 này là nó sẽ làm cho cái góc ảnh mình nó rộng ra. Bình thường ví dụ như mình lấy số 0.66 này mình nhân cho 1 thì nó sẽ thấp hơn 1 là nó sẽ rộng ra. Ví dụ như bình thường á, các bạn chụp cái ảnh á, chụp ảnh đầu tiên nó sẽ được được từ đây tới đây nè, mình đoán á, mình nói cái khung ảnh đó nha. Nếu mình để này mình sẽ chụp được nhiều 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 phong cảnh hơn, nhiều cảnh hơn, gọi là wide adapter. Thì khi mà các bạn gắn cái này vô thì các bạn bấm nút đây nha. Bấm nó chết đây là mình khi mình gắn cái này vô nè, cái này mình gắn vô đây nè. Đó. Các bạn gắn cái này nó sẽ làm cho cái ảnh mình rộng ra. Đó thì
thì mình check vào đây để nó biết nha. Còn xuống đây AirLock, AirLock là khóa focus hay gì nữa. Thì bình thường nếu mà các bạn có gắn này vô thì các bạn nhớ check đây nha, để nó hiểu và nó lấy nét. Rồi mình sẽ chụp thử luôn cho các bạn xem nè. Bây giờ mình lấy đây, ví dụ như mình nói đây ha, mình các bạn thấy khi mình để vào đó, mình canh cái đường này cho nó, mình lấy nè. Các bạn thấy là khi mình gắn vào ha, mình chụp được cái chỗ này nè, cái chỗ này là nó cái quạt máy nhà mình ha, mình nói tượng trưng thôi. Đó. Bây giờ mình tháo ra, mình để y như mình tháo ra thì cái ống kính nó sẽ không có lấy nét rộng được vậy. Đó, thấy không, các bạn thấy không, nó thu hẹp lại nó ha. Đó, còn bình thường gắn vô nó sẽ rộng ra. Đó là cái adapter, nó là vậy. Rồi nếu mà các bạn tháo cái adapter đó ra thì các bạn chỉnh ở chỗ mà extra nè ha, extra là phóng sinh này, bạn bấm nút OK nè. Các bạn tắt cái chỗ wire adapter đó nha. Đó, nó tắt rồi đó. Rồi mình xuống đây LCD brightness là độ sáng màn hình, tức là mình muốn ảnh mình sáng hơn thì cái màn hình này muốn sáng hơn bấm hướng dấu cộng, còn tối hơn bấm hướng dấu trừ. Bình thường khuyến khích các bạn để ý mức 0 nha. Auto up là tự động tắt máy khi không sử dụng là 30 giây nè, tức là cái máy này mình muốn tiết kiệm pin, mình để đây đó, khi không sử dụng không bấm là tự động 30 giây sau nó sẽ tự động tắt cái màn hình, tắt máy luôn. Cạc format là thẻ nhớ nha. Khi các bạn format là thẻ nhớ thì nó sẽ mất hết những dữ liệu trong thẻ nhớ này, thì các bạn lưu ý vấn đề đó. LCD on off là tắt mở cái LCD. LCD là cái màn hình LCD nè. Ở đây nó nói là mình bấm vào chữ monitor này sẽ tự động tắt hoặc là mở. Nếu mình muốn vậy đó mình chọn nhét nha, để tiết kiệm pin này kia, còn không các bạn chọn là no. Tiếp theo chữ deck này ha. Xuống chữ deck là chỉnh ngày tháng. Ví dụ như lúc đầu mình chưa có chỉnh ngày tháng mình thì nó cái màn hình nó chớp chớp đó. Thì bây giờ mình muốn chỉnh ngày tháng, nó để đây 1998 nè, thì chắc là cái máy này sản xuất có khoảng thể là 1998 nha. Bây giờ mình chỉnh là 2000 nè. Rồi mình bấm nó biểu kêu là mình adjust là zoom. Zoom là chỉnh lên, bấm set là nút setter là set nè. Đó, tháng nè. Ngày nè ha. Giờ nè, phút nè. Đó, sau đó chúng ta bấm nút accept là ok ha. Đó thì nó sẽ hiện cái ngày tháng trên đây ha. Rất là ok luôn. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào chữ menu. Các bạn xuống chữ reset. Reset là reset là những cài đặt ban đầu nha. Reset là những cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Rồi bấm chữ BK này, bấm nút về nó trở về là bình thường. Thì khi mà các bạn chọn qua chế độ mà M này mình chỉnh được nhiều nhiều chức năng hơn. Còn khi mà các bạn chọn qua chế độ chữ A này á, là các bạn bấm chữ menu thì mình sẽ chỉnh được ít chức năng hơn nha. Hình như nó không cho chỉnh luôn nè, tức là nó sẽ cài đặt theo cái menu auto của nhà sản xuất. Rồi thì cơ bản mình cũng vừa hướng dẫn các bạn đầy đủ về chức năng rồi ha. Cái máy này thì hình như nó không có wifi, nó mình không thấy cái chức năng wifi nó nằm đâu. Mình chưa thấy chức năng wifi nữa, các bạn nào có biết thì hướng dẫn giúp mình. Rồi khi mình xem là hình ảnh đã chụp. Các bạn bấm vào nút này. Bấm vào nút này nó sẽ xem theo chế độ hình lưới nè. Nó liệt kê cho mình những cái ảnh này để mình xem dễ xem hơn nè. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 này ha. Rồi, ok, thì cảm ơn các bạn vừa xem clip nhé. Thì xin giới thiệu với các bạn thì trên kênh của mình bán rất là nhiều máy ảnh luôn. Thì nếu các bạn mà yêu mến mình cũng như là các bạn muốn tìm cho mình một chiếc máy ưng ý thì các bạn có thể ghé vào cái đường link Facebook và Instagram mình để bên dưới nha. Thì trên kênh mình bán rất là nhiều máy ảnh luôn và mình hứa hẹn với các bạn là bên mình bán rất là uy tín nha. Hàng đâu đó rõ ràng, thực tế và có clip hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Nói chung là bên mình sẽ hỗ trợ các bạn tối đa luôn. Rồi, ok, hy vọng là các bạn sẽ yêu mến mình và các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mong muốn của mình sẽ lên được 1000 sub là được rồi. Ok, chào các bạn.